Xin chào tất cả anh chị em của nhóm Canada Cần Gì Nói. Từ cũng hơn 2 tháng nay rồi mới có một cái chương trình livestream. Hôm nay không phải là chương trình thích gì cứ hỏi, biết gì nói đó, mà là chương trình livestream quay lại cái nơi mà tôi đang tới. Thì cái địa điểm hôm nay đó là Đại học Windsor ở thành phố Windsor, tỉnh Ontario. Nếu bạn nào chuẩn bị đi học đại học ở thành phố Windsor thì chắc chắn sẽ thấy cái hình ảnh này, nó rất là quen thuộc. Nhìn xa xa bên đường chúng ta sẽ thấy một cái logo có chữ W với hình lá phong, với cái hoa ở phía dưới thì nó gần giống như là hoa loa kèn bên mình á. Thì đó là cái logo của trường Đại học Windsor. Đây là cái trục đường chính, có thể là chia đôi cái khuôn viên của trường Đại học Windsor. Đây là một cái thành phố tương đối nhỏ, xinh, nằm ở cực nam của tỉnh Ontario. Nó giáp giới với thành phố Detroit của bang Michigan ở Mỹ. Rất là gần. Nhìn xa xa phía đằng kia đó là có nhiều cái chiếc container nó đang đổ xuống cầu. Đó chính là cái cầu đại sứ, hay tiếng Anh còn gọi là cầu Ambassador, nối liền cái biên giới giữa Canada với Mỹ, bắc qua cái con sông Detroit. Thì phía bên kia, tức là tôi quay sang đây đó, thì phía bên kia cái bờ sông, có thể bờ sông nó nằm sau cái tòa nhà này, chúng ta không thấy được. Nhưng mà cái chiếc cầu đó nó nối liền cái bờ sông phía Mỹ là Detroit, nối qua cái bờ sông Detroit phía thành phố Windsor của Canada. Đây là một cái thành phố tương đối ít dân. Hiện giờ đó khoảng tầm đâu 220.000 hoặc là 230.000 dân mà thôi. Tức là trung tâm của thành phố thì khoảng tầm đó. Còn cái các cái thành phố, các cái gọi là thị trấn lân cận thì góp chung vô chắc cũng trên 300 cả hết. Thì hôm nay trời rất là đẹp, hiện giờ khoảng tầm 20 độ C ở bên ngoài. Trời mát và rất là trong xanh. Xanh gọi là mây trắng, trời xanh. Rất đẹp. Đại học Windsor này nằm cách Toronto tầm 350 cây số, và số lượng sinh viên ở đây cũng tương đối khiêm tốn thôi so với các cái trường đại học ở trên khu vực Toronto. Mặc dù Đại học Windsor cũng rất là nổi tiếng, họ có tới 9 cái khoa, trong đó hiện giờ thì có thêm một số khoa cũng mới nổi lên là chăm sóc y tế. Ở đây có dạy nursing luôn đó. Và trước đây thì họ chuyên về các cái ngành xã hội với môi trường, với kỹ sư, cái engineering. Còn hiện giờ thì họ bắt đầu đưa thêm các cái ngành mới vào, trong đó có cái ngành gọi là chăm sóc y tế. Thì cái tòa nhà này chính là tòa nhà audit. Ở đây có một cái đại học chuyên về business, chuyên về kinh doanh, gọi là Audit Business School luôn, nằm ở đây. Đây thì tôi đang đứng trước cái tòa nhà này. Chúng ta xem cái hình hai ông mập này chút xíu. Vừa rồi mới chụp cái hình hai ông. Không biết sao mà họ lại chọn cái biểu tượng này, không hiểu. Nhưng mà hai ông này hơi bị mập, hơi bị béo phì, chắc là do ăn fast food nhiều quá. Cái nhìn cái tướng thì giống như là dân thương mại, nhưng mà hơi bị béo phì.
À, trường này nó rất là rộng, nó rộng mênh mông. Ở Canada thì các cái trường đại học công lập đó là thường tính bằng hecta không, à, từ mười mấy chục hecta cho tới cả trăm hecta có, tại vì cái đất công nó rất là nhiều, à, đất công rất là nhiều. Còn cái số lượng sinh viên ở đây đó thì theo thống kê là tầm khoảng cỡ 14.000, à, trong đó có khoảng cỡ 12.000 là sinh viên đại học và tầm 2.000 là sinh viên bậc cao học trở lên. À, hôm nay trời đẹp quá, à, cây phong vừa mới lên lá sau mấy tháng mùa đông, à, rất là đẹp. Thì cả nhà có cái chuyến về đây để thứ nhất là thăm cái nhà. Là trước đó tôi có thông báo là có mua một cái nhà nhỏ nhỏ dưới này, tại vì các cái vùng ở trên Mississauga với Toronto này nọ đó, kể luôn cả cái vùng Niagara, nó rất là đắt. Nhà có thể tính từ bậc triệu đổ lên, triệu đô đó. Cho nên là không có đủ tiền, buộc phải về giữa các cái vùng xa xa như thế này thì nhà nó vẫn đang còn rẻ. Thì tôi có mua cái nhà nhỏ nhỏ, không phải nằm ở thành phố Windsor. Nó cách đây khoảng cỡ 17 cây số, đi xe buýt khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ. À, nhưng mà tôi thích cái chỗ đó hơn là cái khu vực xung quanh đại học này. Tại vì nó mấy cái nhà ở đây á, thì chủ yếu là cho sinh viên thuê, nhưng mà điều kiện nó không có được tốt và nó hơi ồn. Cho nên tôi mua một cái nhà cách đây khoảng cỡ 17 cây số, thuộc cái khu dân cư, nó nằm gần cái bờ sông Detroit. Thì đất nó rộng hơn, nhà thì nhỏ thôi nhưng đất rộng. Cho nên là hôm nào có bạn nào mà sang học đại học Windsor đó, nếu mà có khả năng là lái xe được hoặc là thích những cái nơi mà nó không ồn ào thì có thể là thuê cái nhà đó để ở, nhỏ thôi. Nếu mà hai vợ chồng hai đứa con thì ở rất là đẹp. Xe buýt thì rất là tiện. Ở đây chúng ta thấy các chuyến xe buýt này, nó dừng ngang ở đây đó, nó dừng ngang đại học đó. Thì từ nhà tôi mà đi tới trường này là khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đi xe buýt 1 tiếng đồng hồ ở Canada là chuyện rất bình thường. Rồi mình đang đi vào mấy cái tòa nhà chính của nó. Tại vì ở các cái trường đại học ở đây nó rộng mênh mông mà, nó rộng mà, rất rất rộng. À, chúng ta thấy cái số lượng sinh viên thì nó rất ít. À, tại vì đây là thành phố có dân số cũng ít thôi. Con đi được không? Con đi qua bấm đèn rồi đi qua đàng hoàng nghe chưa? Rồi nói khoảng cỡ 15 phút nữa ba về. Đây. Thì ở đây là cái khuôn viên của đại học. Đây nè. Mỗi cái trường đại học thì thông thường trong này cái khoa business á, là nó lớn, cho nên họ hay gọi là cái School of Business. Ví dụ đại học Brock, chỗ tôi học thì nó có cái trường gọi là Goodman Business School. Còn bên này thì họ gọi cái khoa gọi là kinh doanh, nó gọi là cái Edmund and Lewis Audit School of Business. Ở đây thì cái khoa này luôn luôn là cái khoa giàu nhất ở trong một cái trường đại học. Tại vì họ đào tạo ra những cái người làm kinh tế mà, cho nên họ rất là giàu. Và cái khoa này luôn luôn có cái tòa nhà riêng. Ví dụ đại học Toronto thì họ có cái gọi là cái trường business cũng rất là lớn, và cái khoa đó cực giàu. Ở đây thì chỉ mới một cái góc thôi chứ chưa đi hết đâu. Không biết vì sao là tạc những cái tượng là toàn là béo phì không à. Một ông cưỡi ngựa cũng béo phì, hai bà đứng đằng kia cũng béo phì, hai ông hồi nãy cũng béo phì. Đây thì để cho mọi người xem cái quy mô của một cái trường đại học ở Canada nó như thế nào. Nó rất lớn. Có khi đi vào đây đó là học 1-2 năm chắc cũng chưa đi hết tất cả các cái khoa và các cái gọi là cái khu học hành của trường cũng như là thư viện, tại vì nó quá rộng. Chào tất cả mọi người. Thì trường đại học công lập ở Canada là như thế này đó. Và chúng ta cũng biết vì sao mà Canada họ lại có một cái lượng du học sinh quốc tế rất là đông,
và đó cũng chính là một cái ngành mà mang lại lợi nhuận cho Canada rất là nhiều, bao la tiền từ các cái nước khác, sinh viên họ đổ sang đây để họ đóng tiền họ học. Thì trường này cũng có một đại diện tuyển sinh tại Việt Nam rồi, và cũng đã có nhiều học sinh bậc đại học với cao học, nhất là cao học họ về đây. Các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là những cái tròn tròn này, không phải nghệ thuật gì đâu. Cái đó là chỗ mà các cái em sinh viên họ đi bằng xe đạp đó, họ tới thì họ để xe ở đây, họ khóa lại, rồi chiều họ về họ lấy. Đây là cái khuôn viên của trường này. Đây chúng ta thấy đi bộ chắc cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ may ra mới hết. Phía tòa nhà phía trước mặt đó là cái Medical Education Center, tức là trung tâm giáo dục về y tế, về y khoa. Tại vì trường này có khoa y, có khoa luật, có khoa y, khoa business, khoa kỹ sư, họ có 9 khoa cả hết mà. Đây, nó rộng mênh mông bạt ngàn như thế này. Đó. Mênh mông bạt ngàn. Học phí trường này tương đối dễ chịu so với các cái trường đại học. Chúng ta nhìn xa xa đằng kia đó, có thể thấy cái chữ Ambassador Bridge, chính là cái cầu bắc qua dòng sông Detroit, nối liền thành phố Windsor của bang Ontario, Canada với cái thành phố Detroit thuộc bang Michigan của Mỹ. Và chính là cái cầu đó, nó phục vụ cho công việc là giao thương giữa Mỹ và Canada rất hiệu quả. Và cái đợt vừa rồi, những cái anh mà xe tải họ gọi là biểu tình để chống quy định về vaccine á, là họ tập trung cái cầu này, họ đóng cái cầu này lại, tức là họ chặn cái cầu, khiến cho giao thương là thiệt hại rất là nhiều, kinh tế của cả hai nước. Và cũng chính cái việc mà ngăn chặn cái cầu này, họ đem xe tải tới họ chặn cái cầu lại, thì khiến cho Canada phải gọi là kích hoạt cái lệnh khẩn cấp quốc gia, tức là lệnh khẩn cấp cao nhất mà từ rất lâu họ không xài, để dẹp những cái cuộc biểu tình đó. Thì cũng hơn một tháng là họ dẹp được. Thì cái cầu Ambassador Bridge nó nối liền. Tôi có passport Việt Nam, nhưng mà visa thì của Mỹ 10 năm. Nhưng mà đi cả nhà thì một mình tôi có cái visa đó thôi, cho nên là không có qua bên kia được. Chứ còn không thì lái xe qua được bình thường. Hôm nay là thứ bảy cho nên trường vắng. Trường vắng, với lại mùa này là mùa hè cho nên sinh viên họ nghỉ hết rồi. Họ nghỉ, họ về. Thì tôi thì thông thường thích đến những cái nơi mà nó vào những cái ngày yên tĩnh để quay nó được đẹp và nó không có bị lộn xộn. Rộng mênh mông, hôm nay trời rất đẹp. Thì đi vào trong này một chút xíu cho các anh chị thấy. Đây là chỉ là một hai góc thôi. Chúng ta mới thấy cái khuôn viên của cái tòa nhà gọi là Medical Education Center, trung tâm giáo dục về y khoa. Sân trường thì rất mát, cảnh quan thì sạch đẹp. Trường nào cũng thế. Hôm trước tôi có quay trường Brock rồi, với một số trường đại học khác. Thì thông thường ở Canada, các cái khuôn viên của trường đại học nó có cái cột như thế này. Chúng ta nhìn kỹ nè, nó có chữ emergency, tức là khẩn cấp, trên đó nó có cái đèn. Thì phía dưới này là nó có một cái nút, nó gọi là help, tức là giúp đỡ. Ví dụ khi mình có sự cố gì thì mình bấm vào cái nút đó, bắt đầu nó mới kết nối với một cái bộ phận an ninh ở trong trường, và cho biết rằng là cái người mà cần giúp đỡ nó đang đứng ở khu vực nào, thì để họ đưa xe tới, họ hỗ trợ. Cho nên là các cái cơ sở về giáo dục ở Canada nó rất là an toàn. Họ đặt an toàn lên trên hết. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái khuôn viên của một cái trường, của trường Windsor ở đây. Chúng ta đang đi tới một cái tòa nhà khác. Trên kia là cái logo của trường, nó gọi là University of Windsor. Viết tắt á, là U Windsor, University of Windsor.
rất đẹp. Đây, khuôn viên rất là an toàn, rất là rộng, cây cối bao la mọc khắp nơi, họ trồng như thế. À, đây là cái chỗ để xe đạp của các em sinh viên, ai muốn tới thì họ khóa lại như vậy thôi, rồi muốn đi thì mở khóa lấy ra đạp, còn mệt quá thì để xe đó đón xe buýt về. Mấy chiếc xe này gọi là scooter này cũng cũng phục vụ cho sinh viên nếu mà muốn mượn, nhưng mà thông thường thì có phải bỏ thẻ vào hay sao ấy, có đăng ký mới được. À, đây chỉ là mới một hai cái góc ở trong trường đại học Windsor thôi chứ không phải tất cả, tại vì rộng quá tôi đi không hết được. Đây, các anh chị thấy nó rộng khủng khiếp. Vì là chủ nhật cho nên là không có sinh viên đi học, với lại là mùa hè nữa. Cái cây mà chúng ta nhìn thấy đây là cây sồi. Canada có rất nhiều cây sồi, với lại là phong. Còn phong lá đỏ này thì là của Nhật, xuất xứ là bên Nhật, họ đem qua mà sống rất tốt ở Canada. Thông thường các cái nhà biệt thự này nọ bây giờ họ rất thích cái cây phong đó. À, thành phố Windsor này sẽ có một cái nhà máy sản xuất pin điện có thể là lớn nhất ở Bắc Mỹ, được đặt tại tại đây theo cái quyết định của tỉnh Ontario, và nó sẽ bắt đầu đi vào hoạt động, mang lại rất nhiều công ăn việc làm và tạo điều kiện cho kinh tế của thành phố Windsor này nó phát triển trở lại vào năm 2023. Và các anh chị cũng có thể biết bên phía bên kia bờ sông đó là thành phố Detroit, đó là thủ phủ của ngành công nghiệp ô tô. Nhưng mà cách đây có mười mấy năm thì cái ngành công nghiệp ô tô nó bị gần như là phá sản ở bên Mỹ, cho nên là cái thành phố đó gần như là bị bỏ rồi, gọi là bị bỏ không. Và tới bây giờ là tội phạm ở bên phía cái thành phố Detroit đó rất là nhiều, tại vì cái khu đó tập trung rất là nhiều người da đen. Và gần như những cái người mà Canada mà tôi hỏi ở cái phía thành phố Windsor thì họ nói rằng là bên đó cái nạn mà gọi là bắn nhau tương đối xảy ra thường xuyên. Ở phía Windsor thì của Canada là không có cái việc là sở hữu súng, cho nên là rất ít. Thì khi mà ngành công nghiệp ô tô nó bị phá sản đó là công ăn việc làm nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên bây giờ cái thành phố Detroit đó người ta gọi là thành phố chết. Thành phố chết có nghĩa là họ bỏ luôn. Nhà cửa thì rẻ và dân họ cũng không dám về ở đó. Tại vì cái thành phố Detroit trước đây là đã là thành phố của cái nhiều người da đen họ ở, nhưng mà càng về sau này thì khi kinh tế nó xuống thì những cái người nghèo rồi những cái người mà thất nghiệp họ về đó rất là nhiều. Còn phía Canada là thành phố Windsor thì rất ổn từ xưa tới nay. À, nhưng mà trước đó thì những cái người sống ở biên giới, tức là ở Windsor thì họ cứ qua bên Mỹ họ làm rồi họ đi về mỗi ngày. Bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Sau khi ngành công nghiệp ô tô mà bị phá sản thì cũng bị ảnh hưởng nhiều. Hiện giờ thì tỉnh Ontario họ muốn đưa cái thành phố Windsor phát triển trở lại. Chúng ta thấy đây là cái khuôn viên, bên kia có mấy cái tòa nhà khác nữa nhưng mà tôi không có thời gian để đi hết được. Các cái bạn du học sinh á, ở từ Việt Nam họ bắt đầu chọn cái trường Windsor này. Tại vì thứ nhất á, là Đại học Windsor là đại học công lập, nó nằm ở tỉnh Ontario, cho nên những cái bạn mà học master ở trường này ra thì vẫn được hưởng cái chính sách định cư dành cho những cái sinh viên tốt nghiệp master ở tỉnh này mà không cần phải có một cái job offer. Đó là một cái lợi thế. Cái lợi thế thứ hai là thành phố này
nó có mức sống gọi là gần như thấp nhất ở tỉnh Ontario. Ví dụ ở Mississauga một tô phở khoảng cỡ 14 đồng thì dưới này nó khoảng cỡ 12 đồng một tô phở, mà có thể là ngon hơn. Tiếp theo là thành phố nó nằm ở cực nam cho nên nó rất ấm. Nếu mùa đông ở Toronto nó -20, có những ngày -20, -25 thì dưới này nó tầm khoảng cỡ -5 tới -10 thôi. Còn ít tuyết hơn rất là nhiều so với những cái nơi khác ở tỉnh Ontario. Thì thành phố này cũng được gọi là thành phố của những cái người Canada mà họ về hưu á. Thì họ muốn về dưới cái khu vực nào sống tại vì nó ấm hơn, chi phí lại rẻ hơn. Đi xe thì mất khoảng cỡ 3 tiếng tới 3 tiếng 15 phút đi từ Toronto về. Và họ cũng muốn ở gần Mỹ, đi sang bên Mỹ thì mua sắm, tránh những cái khu mà phức tạp ra. Thì đa số dân Canada họ vẫn tới cái vùng downtown của Detroit để họ chơi, rồi họ về lại thôi. Nếu mà họ có quốc tịch thì chỉ việc là đi qua rồi đưa cái passport ra là xong. Đây thì chúng ta có thể nhìn thấy, đây là một cái khuôn viên của trường đại học. Tôi đi hoài mà không hết được, có thể phải đi 1-2 tiếng đồng hồ, chúng ta không có vào trong được. Hôm nay tôi không có quen cái trường này lắm cho nên là tôi không vào, chứ còn trường đại học thì đại học Brock thì tôi bước vào được thoải mái. Đây là cái logo của đại học Windsor. Học phí ở đây thậm chí còn thấp hơn đại học Brock chỗ tôi học. Đó cũng là một lợi thế cho những cái bạn mà đi học đại học nhưng mà muốn học phí nó tương đối thấp. Bằng cấp là như nhau. Bằng cấp ở các cái trường đại học Canada nói chung là không có gì khác nhau nhiều. Nó tùy khoa. Tùy khoa thôi, chứ còn chất lượng của các cái trường đại học công lập này nó không khác nhau nhiều lắm. Cho nên các anh chị đừng có mất công mà search ranking này nọ tùm lum, cái đó nó không có giá trị gì nhiều cả. Tại vì những cái bạn mà cầm đại học, cầm cái bằng đại học hay là bằng master của đại học Windsor ra, hay là của đại học Brock, của đại học Toronto, thì về cơ bản nó là như nhau. Nó khác nhau chẳng qua là cái chất lượng của cái người cầm cái tấm bằng đó, sở hữu cái tấm bằng đó thôi. Cho nên không nói được rằng là những cái bạn học đại học Toronto một năm đóng học phí 60-70 ngàn thì lại cực giỏi so với những cái bạn học ở đại học Windsor hay là đại học Brock. Nó không có cái yếu tố quyết định như vậy. Thưa các anh chị, chúng ta đang đứng ở thành phố Windsor, biên giới giữa Canada với Mỹ, tỉnh Ontario của Canada và tiểu bang Michigan của Mỹ. Đi tới đâu thì tôi có quay một số các cái video livestream cho các anh chị cùng theo dõi để biết được Canada nó như thế nào, với lại là xem như các anh chị có cơ hội để du lịch để biết thêm. Có một số thông tin là tôi cần phải cung cấp lại. Thành phố Windsor này nằm ở cực nam của tỉnh Ontario và thành phố được xem là ấm nhất ở tỉnh này, giáp giới với thành phố Detroit của bang Michigan của Mỹ. Dân số của thành phố Windsor này khoảng tầm 220 ngàn người. Có cao đẳng St. Clair là rất rộng và rất lớn. Khi nào có dịp thì tôi sẽ quay cái cao đẳng St. Clair. Còn có một đại học lớn là đại học Windsor. Nó là một trong hơn 20 cái trường đại học ở tỉnh Ontario. Và khi các anh chị học ở đây thì học phí nó tương đối thấp. Mức sống ở đây cũng tương đối thấp, ấm hơn. Bằng cấp thì như nhau trên toàn tỉnh Ontario và cả Canada. Nhưng mà bạn nào học Master ra thì có thêm cái chương trình gọi là OIMP dành cho những bạn học Master ra. Tôi đang tiến về cái chỗ đậu xe, tại vì nãy giờ để ba mẹ con ở đằng chiếc xe kia để tôi đi. Có xin đi nửa tiếng để quay cái cảnh cho bà con xem. Đây là một điều thú vị. Canada là một cái đất nước tự do và họ công nhận cái LGBT, và đây là cái biểu tượng, cái biểu tượng. Đây là cái đất mà gọi là tự do, và cũng là cái nơi mà những cái
người thuộc giới tính thứ ba và những cái người chuyển giới họ được tôn trọng cái quyền. Cho nên Canada, các anh chị cũng biết, nhiều người họ bị kỳ thị về giới tính ở những cái nơi khác thì họ lại tìm đến Canada. Ở đây không ai kỳ thị về mặt giới tính cả, theo luật pháp không được. Hôm nay trời rất là đẹp, Canada đã vào cuối mùa xuân rồi. Hôm nay hoa nó cũng đã hết, sau khi cái chuyến đi từ Việt Nam của tôi về là cũng đã qua mùa hoa rồi. Chúng ta thấy cái bảng xa xa đó đúng không ạ? Tức là có cái chữ gọi là đi Mỹ. Nó có một cái đường đi Mỹ, nó gọi là to USA. Như vậy chương trình của chúng ta có thể kết thúc tại đây. Thưa các anh chị, lại gặp thêm một cái điều thú vị nữa. Đây là chính là cái con ngỗng của Canada. Nó rất là bự. Nó rất là bự và nó đi rất là chậm. Nó bay thì tương đối là nhanh, nhưng mà nó đi thì như là cái con vịt như vậy đó. Đúng là nó là loài vịt thật, nhưng mà nó bự lắm. Con có khi hơn chục ký. Nó ỉa khắp nơi, đi tới đâu ỉa tới đó. Con này là người ta hạn chế cho nó ăn đây, để cho nó tự nhiên thôi, mà nó ỉa rất là ghê đó. Bãi cỏ nào mà nó mà đi tràn tới nguyên một bầy, cả trăm con cả ngàn con là nó ỉa cho thôi, đầy nguyên một cái sân cỏ như thế đó. Đi rất là thong dong, không biết có phải thuộc một gia đình béo phì hay không, nhưng mà con nào con đó bự tổ chảng luôn nè đó. Thì những cái con này khi mà nó qua đường đó là nó kéo nhau mười mấy hai chục con, nó kéo một bầy và đi lệch địch như vậy thì xe phải dừng lại hết để cho nó qua. Còn nếu mà nó cứ đứng nhẫn nhơ đó thì sẽ có người xuống và là xua nó đi từ từ dắt nó qua đường. Con đó là con geese, tức là con ngỗng của Canada. Và Canada nó có một cái thương hiệu về áo ấm đó, rất nổi tiếng, gọi là Canada Goose. Thì chắc là ai cũng biết con này rồi. Tới mùa đông thì nó đi tránh đông, rồi tới mùa xuân rồi bắt đầu nó về tới mùa hè. Khi nào mà tới mùa đông trở lại thì nó đi tránh đông ở đâu không biết. Mùa này là ảnh rất là thong dong và ảnh rất thích cái hoa bồ công anh. Hoa vàng 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 đó. Trong tự nhiên là như thế thôi. Đây là chỉ có 5-6 con thôi, nhưng mà thường có những cái chỗ nó đi rất là một đoàn như vậy, có mấy trăm con. Thì nó ỉa như là phân chó vậy luôn đó, chứ không phải ít đâu. Đó. Nó ỉa như là mấy con chó, nó ỉa cục cức rất là bự. Và mấy cục cức này có khi là bị nhiễm khuẩn, cho nên trong các công viên người ta nói là hạn chế cho nó ăn. Tại vì nó ăn là nó ỉa ra thì có thể gây nhiễm khuẩn. Ở đây là cái cảnh rất quen thuộc của một sinh viên phải rượt theo chiếc xe buýt. Và nỗi khổ của dân Canada vào mùa đông là gì? Là đứng bên đường mà gặp đèn đỏ không qua đường được, trong khi xe buýt ở bên kia là cái chuyến cuối cùng mà nó chạy. Qua đường thì không được, xe buýt thì không chờ. Thì những cái điều rất là bình dân ở Canada là như vậy. Đấy, con ngỗng hồi nãy tôi có quay rồi đúng không ạ? Chúng ta phải biết được là Canada là được cái gì và không có cái gì ở Việt Nam. Vừa rồi có bạn nào nói nếu mà con ngỗng này mà ở Việt Nam chắc họ làm thịt xong lấy tiết canh đó. Còn ở Canada thì nó nhẫn nhơ như vậy, không có ai được đụng vào hết á. Đụng vào là có chuyện. Đấy, thì bây giờ lại quay về chỗ đậu xe. Bây giờ đang là đèn đỏ, cho nên là phải chờ cho nó tới đèn xanh thì đi qua. Mà mùa xuân của Canada, cuối mùa xuân rồi, chuẩn bị qua mùa hè. Ở đây thì hiện giờ khoảng cỡ 17 tới 20 độ, buổi tối thì có lạnh lạnh một chút xíu, đó là đặc trưng của mùa đông. Còn cái tháng nóng nhất là tháng 7, tháng 8, rất là nóng. Cặp này hồi nãy mới, gia đình này mới gặp hồi nãy, ở cái chỗ trạm dừng chân. Họ cũng về cái thành phố Windsor này để họ tham quan hay sao ấy. Còn cái chuyến đi của tôi là đi về thăm cái nhà, xem như thế nào rồi để chuẩn bị cho tháng 7, tháng 8 gì đó, có ai cho thuê thì tôi cho thuê. Ở bên kia đường là ngỗng nó đứng. Hình như là không ai bấm đèn cho nên là
không ai bấm đèn cho nên là nó không có cho qua. Bây giờ đây là cái nút bấm đèn này, người đi bộ này, bây giờ tôi bấm vào rồi để cho có tín hiệu là có người muốn qua đường thì bắt đầu xe nó mới đèn nó mới chuyển màu. Một thành phố rất là bình yên. Rồi bây giờ đèn xanh cho nên là có thể qua được một cách tự do. Người đi bộ ở đây có không gian rất là rộng, và nếu như cái người đi bộ mà đang đi mà gặp đèn đỏ thì chăng nữa thì xe hơi theo luật là họ vẫn phải dừng. Đây là thêm một cặp vịt nữa. Đó, ăn cho cố vô rồi ỉa nha ha. Đó, ảnh ăn mấy cái cỏ này nọ thôi, rất là đơn giản, nhưng mà sao mà mập dữ vậy, ăn cỏ không mà mập kinh. Đó, thì chỗ nào mà nó tới là nó ăn cho nát cỏ vậy đó, xong rồi nó ỉa đầy trên bãi vậy. Thì đằng kia cũng có luôn, rộng mênh mông đó. Canada có chấp nhận nhập PTE không? Một số trường đại học họ chấp nhận, nhưng mà khi nộp theo SDS thì họ lại không, và khi định cư thì họ lại không chấp nhận cái PTE. Đây tôi ráng đi thêm một chút xíu nữa. Cái điện thoại mà tôi đang dùng livestream là cái iPhone 8 rất là cũ, 2-3 năm nay rồi, mua trả góp vẫn xài tốt, đi đâu cũng mang nó theo để tác nghiệp. Và cái gói điện thoại của tôi là tới 14GB. Mùa này cũng là mùa mà bà con họ đem xe ra để họ khoe, tại vì mùa đông thì họ cất ở trong nhà, còn mùa này là họ đem xe mui trần rồi xe mô tô này nọ ra để họ đi. Đấy, chúng ta thấy mấy chiếc xe rất là đẹp, mấy anh trẻ trẻ là mê mấy chiếc xe đó lắm. Phân khối khá cao, chạy đã. Bên trong này nữa nè, rộng mênh mông nè. Thì hiện giờ nó đang là đèn có tín hiệu là màu trắng chứ không phải màu xanh đâu. Cái người đi bộ là màu trắng. Tôi đi qua đường và bắt đầu tới cái chỗ để xe, tiếp tục chạy về nhà, khoảng cỡ 10-15 phút nữa thì tới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, sẽ có dịp gặp lại. Đây là thành phố Windsor, có trường đại học Windsor và cao đẳng St. Clair, nơi có mức sống thấp nhất ở tỉnh Ontario, có khí hậu ấm nhất ở tỉnh Ontario. Ở đây là những cái chỗ tính tiền, những cái chỗ mà xe đậu họ tính tiền. Thì hôm nay hình như là cuối tuần, hôm nay cuối tuần cho nên bãi đỗ xe là miễn phí, đậu ngoài đường thì không tính phí. Toronto thì ngày nào cũng tính, chứ còn ở mấy cái thành phố nhỏ thế này thì họ không tính phí vào cuối tuần. Đây là khu vực trung tâm, gần ngay cái đại học Toronto. Thì thường trong các cái đại học này họ có một cái đại học mà có một cái nhà thờ mà dành cho sinh viên của trường đại học, tại vì họ có tín ngưỡng ở đây. Bên kia có thể đọc thấy chữ University Community Church, nhà thờ cộng đồng của đại học Toronto. Rồi đây là chiếc xe của tôi đang chạy từ Mississauga về đây hết 3 tiếng 15 phút. Bây giờ đang nghỉ ngơi chút xíu rồi đi tiếp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Rồi bye bye đi con. Ok bây giờ mình đi nha. Rồi xong rồi đó. Rồi xin chào.